Đối với các bạn thì như thế nào được gọi là hạnh phúc? Còn đối với mình, điều hạnh phúc lớn lao nhất là mình nhận được sự tự hào từ bố mẹ và gia đình mình. Sáng ngày hôm nay thì bố mẹ mình có một chuyến du lịch vào Sài Gòn, đi cùng với rất là nhiều bạn bè, và bố mẹ đã dẫn tất cả bạn bè qua cửa hàng của mình ăn. Như mọi người đã biết thì mình không được may mắn như những bạn khác. Mình không được lớn lên cùng với bố mẹ ruột, nhưng ông trời công bằng lắm mọi người ạ. Ông trời đã bù lại cho mình một người bố và một người mẹ yêu thương mình còn hơn cả ruột thịt nữa. Và mình cảm thấy mình thật sự rất may mắn khi bố mẹ luôn dạy mình sống phải làm người lương thiện. Từ ngày mà mình được biết đến nhiều hơn trên các trang mạng xã hội thì bố mẹ cũng phải chịu những áp lực nhiều hơn, cũng có nhiều người nói ra nói vào là bố mẹ mình giàu có này kia, đại gia này kia, cho nên là thằng Long nó sướng lắm, nó không phải làm gì cả. Nhưng mà mình thì không bao giờ quên những cái câu chuyện mà bố mẹ đã kể từ khi mà mình còn rất là nhỏ. Bố mẹ cũng bắt đầu từ hai bàn tay trắng và đi lên bằng chính sức lực và mồ hôi và xương máu của mình để nuôi mấy anh em mình khôn lớn. Cũng chính vì lý do đó, bố mẹ mình không phải dạy con theo cái kiểu là ném cho anh chị em mình một cục tiền rồi nói là đi ra ngoài làm ăn đi và thích làm gì thì làm đâu. Mình dám tự tin và vô cùng tự hào nói rằng mình cũng giống như bố mẹ mình, đi lên từ hai bàn tay trắng. Và tất cả những gì mình có được ngày hôm nay là do cái tình yêu thương mà bố mẹ đem lại cho mình, cũng như cái sự vun đắp ước mơ dành cho mình. Và các bạn ơi, cách để chúng ta báo hiếu cho bố mẹ nhanh nhất đó chính là chúng ta phải nắm trong tay được vận mệnh cuộc sống của mình, tự lo lắng được cho bản thân mình. Dù bố mẹ không bao giờ nói ra, nhưng mình nhìn thấy sâu trong ánh mắt của bố mẹ là một sự tự hào. Mỗi lần đi đâu với bạn bè là bố mẹ mình lại chia sẻ là đấy, Long đấy, con trai em đấy, giỏi lắm, thế này thế nọ. Mặc dù là mình biết là mình là con nên là bố mẹ mình có một chút ưu ái hơn người ta, nhưng mà thực sự khi nhận được những cái sự tự hào đó của bố mẹ thì ngay bản thân mình luôn cảm thấy có một sự xúc động và mình cảm thấy rất là hạnh phúc. Và bản thân mình cũng cảm thấy luôn luôn tự hào khi mình là con trai của bố Chiến và mẹ Tuyết. Và chắc chắn là càng ngày mình sẽ càng cố gắng phát triển nhiều hơn nữa để bố mẹ có thể tự hào về mình nhiều hơn nữa và an tâm về mình cũng như là mấy anh chị em mình. Đấy, tự hào về con trai không thôi chưa chịu nha, lại còn phải tự hào về bạn của con nữa, là mẹ mình một mực đòi mình đưa sang tiệm kính của Tun để mà mua ủng hộ Tun cho Tun nhanh giàu. Có được một người bạn như Tun ấy khiến mẹ mình cũng rất là tự hào, đi đâu cũng khoe với các bà bạn ấy. Đấy, bạn thằng Long đấy, bạn thằng Long đấy, mở một chuỗi các cửa hiệu kính đông lắm, thế này thế nọ. Và thực sự nghe thế thì rất là đáng vui mà. May là lần này mẹ mình đồng ý cho mình trả tiền đấy các bạn ạ, chứ không bao giờ đồng ý đâu, lúc nào cũng sợ con hết tiền này kia nọ khác. Ông trời rất may mắn với con rồi, nghe chưa? Phải trân trọng, ok. Phải nghe lời anh Long, học tập giỏi, chịu thương chịu khó, ok. Ông trời rất gì với chị, ông trời rất gì với Long nhỉ? Ông trời rất gì với Long chị nhỉ? Rất yêu ái. Rất yêu ái Long đấy nhá.